đi ra đi, trời ơi mắc công quá à. Em gì đi. Nó cứ bắt mình là hả xuống. Nhìn đây, chị Lon. Nè mấy đứa. Dạ. Cho mấy đoạn nước qua cho mấy ơi. Dạ hiện tại thì mọi người cũng vừa tới nè cả nhà. Bạn sinh nhật trên kia về thì cũng đã về tới rồi. Cả nhà. Đây mình. Dạ xe về đây, về đây, về đây. Không có là chị ơi, dạ. Đây. Xe đá ha, xịn ha. Rất là xịn đó. Đấy, xe thằng về. Sang này cả nhà. Chào anh Sang. Dạ. Mệt trong người là uống ít, uống. Về chưa? 8 giờ đi. Dạ. Mà là uống chừng 1-2 lon là nó phê liền à. Này chị ơi xuống đây cả nhà. Trời ơi nhà nước qua cả 200 chai mà đi ra đây trời ơi mắc công quá à. Em gì đi. Nó cứ bắt mình là hả xuống. Nhìn đây chị Lon. Dạ. Ôi, cậu Út về tới nha. Trời ơi, kìa ai vậy kìa. Rồi, ba về tới luôn. Ba lai chi về tới luôn. Ê, thấy gì không? Bun có đồ jeep kìa. Rồi, jeep xịn nha. Xịn rồi nha. Ôi, jeep sáng sáng đèn luôn nè. Dữ hen. À, hãy tới luôn. Bỏ anh Sang đây hả? Đây đóng cửa lại. Anh Hải vừa tới vậy anh chào anh Hải nha. Đây à, chị Lon và là anh Sang cả nha. Đây. Sau khi mà đi ăn sinh nhật về thì hấp nhiên cho ba. Về luôn hả? Dạ tí vậy. Dạ thử đi anh. Thử đi anh. Ồ ngầu thế. Đó chỗ nào anh Sang? Đó chỗ nào? Đâu chưa biết. Làm dán cái anh. Quá ngầu à. Một tô à. Chiếc đèn phân khối nó nhiêu ta? Ở hiện tại thì giờ anh Sang cũng lại chị nhìn đi cũng đi về cả nhà. Sau khi mà chúc mừng sinh nhật chị Hồng Bơ. Đó, xe chuẩn bị lăn bánh ha. Rồi chào anh chị nha. À, anh chị đi được cả nhà. Hello. Dạ thì anh Hải dẫn chiếc mô tô khủng vô nè cả nhà. Chiếc này động động cơ nó nhiêu anh? 500 luôn hả? Wow. Gơ 500 khối lên nhích nhẹ cái là nó giọt liền à. Thấy nó nổ tiếng rô đà nó ngân tí nó không.
xe bự. Bữa nay nó chắc thích là sâu ba nhất đó. Không biết nữa. Có một thi nữa thì 500 con khói sao một thi được. Chủ photo này chưa gành nó, lát lên mạng sọt thử. Có nhạc thì xe mô tô mà không chưa rành đó, chưa có tiền mua chiếc này chưa rành. Dạ nó chào anh. Nó có chạy xăng pha nhất hay nó chạy xăng thường như mình anh nãy? À nó cũng dễ chịu quá ha. Dạ chúc mình ngủ ngon. Dạ ba anh ạ. À, sau khi mà Hạo Nhân cũng là ba miền ở nhà hai anh em thì cũng đi quay sinh nhật của chị Hồng Loan, ô lộn của chị ơ đó, thì sau khi quay xong rồi thì cũng về đây cả nhà, cũng như là bảo vệ tất cả anh chị đó, về tới nhà rồi anh chị đi rồi mình chia sẻ một chút xíu nữa cái cảnh phía trước nhà cho nhà mình xem. Thì trước khi mà chị Hồng Loan về là thắp hương cho ba mình cũng như là bác Năm nghệ sĩ ưu tú Linh đó cả nhà. Dạ thì giờ anh Hải về cũng vậy đó, trước khi về cũng thắp cho ba một nén hương. Phải nói là mình là một người con luôn luôn phải có đạo hiếu cả nha. Cái đó là cái đặt hàng đầu của một người con ha. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Rất mong cả nhà yêu mến đó, hãy like cũng như là chia sẻ với Phạm Nhân để kênh được ngàn tương tác hơn. Tại vì kênh Phạm Nhân cũng còn đang rất nhỏ luôn cả nha. Mới đây thì cũng xóa rất là nhiều clip luôn. Tại vì dính vô những bản quyền mà nó không muốn cả nha, nên phải xóa, không xóa thì bị đập gậy rất là khổ luôn. Nên mấy nay kênh Hồng Nhân nó không có tương tác nên rất khổ, mong cả nhà hãy giúp đỡ vậy chia sẻ và like giúp Hồng Nhân. Hồng Nhân sẽ chân thành và đại thành cảm ơn tất cả những cô chú trong nước cũng như là ngoài nước đang yêu mến về người chị Hồng Loan cũng như là Hồng Nhân là một người chia sẻ trước nhà những khung cảnh hồi trước. Thì cái nhà mình biết mà, chị Hồng Loan thì sẽ chia sẻ những khung cảnh bên trong, còn Hồng Nhân thì chia sẻ cho nhà những cái khung cảnh áo khí bên ngoài đó, bên ngoài ở nhà mình xem. Bên ngoài thì chị Hồng Loan ít có không nói chung là ít có ra bên ngoài chia sẻ lắm. Những anh em YouTube trước nhà thì thường là chia sẻ bên ngoài và giống như là gặp được chị Hồng Loan thế nào chia sẻ cả nhà mình xem đó. Dạ nha. Dạ. 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 Đi hết luôn nè, anh còn bên kia nó kìa, còn là bên kia vừa heo còn nó kìa, ông lo ăn không đi, cái gì trước nha, hello anh. Giờ mấy anh chị đã chúc mừng sinh nhật xong, giờ mấy anh chị cũng lên xe về nè cả nhà. Ủa đi xe. Sáng. Vui rồi. Lên thượng. Mấy đứa hùng. Dạ anh chào anh chị nha. Dạ. Chạy từ về. Nhớ nha, là đứa nào phải thật. Ok. Dạ nghe rồi. Đây tích cái một tí phải coi những cái kênh mà cũng mít thật biết đi. Dạ. Coi làm okay, thật. Ok ok. Dạ. Dạ, cái gì? Anh chị về nè cả nhà.